Yo, hello anh em. Hôm qua mình thấy mọi người chia sẻ một cái lỗi khá là hay với Nahida, như anh em đang thấy đây. Và video này mình sẽ chia sẻ luôn với anh em cách làm trò này trước khi nó bị fix. Điều quan trọng nhất là anh em phải có Nahida và một người hỗ trợ nữa. Đầu tiên thì anh em đi đến những chỗ có nước ở phía bên dưới và đủ cao để khi mà nhảy xuống sẽ có hành động nhảy xuống nước. Anh em dùng Nahida đi đến sát cái mép đó và đợi hoàn thành đủ dây. Đến lúc đó người hỗ trợ phía sau được sát lại và xung kích, có thể là xung kích kèm với nhảy để đẩy Nahida đi. Anh em nên chú ý là đẩy càng mạnh thì Nahida di chuyển càng nhanh. Ok, như vậy là xong rồi. Chúc anh em thành công.